Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và với cái tầm tài chính 595 triệu, anh em nào mà quan tâm đến cái chiếc xe Ford Ranger WayTech Biturbo sản xuất năm 2018, số tự động 2 cầu máy dầu màu cam biển Hà Nội, vào khẩn nhiều đồ chơi đây nhá. Chiếc xe này thì chạy 9 vạn, lốp sơ cua chưa hạ và đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội, được bên em Lợi bao rút hồ sơ. Toàn bộ xe là từ thân vỏ đến máy số là nguyên zin, không đâm xô tai nạn ngập nước gì. Toàn bộ xe cam kết chuẩn chỉ bằng văn bản cho quý anh chị. Anh em có thể mang hãng mang thợ đến check test nhé. Nếu phát hiện ra xe em Lợi đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Đây là cái phần đồng sơn bên ngoài của chiếc xe này. Xe được bác chủ độ khá là nhiều đồ chơi. Mặt ca lăng này, tất cả các cái đèn pha sáng đẹp, và toàn bộ xe này nhìn đi ít nên là cái đèn pha nó sáng và nó trong đấy, độ trong vắt luôn. Cabo là sơn zin nhé, được bác chủ độ rất nhiều đồ chơi như nắp thở này, đến mâm lốp và la răng của chiếc xe này còn rất là đẹp, đồng sơn là nguyên zin, bậc lên xuống nhìn chắc chắn và hầm hố đấy. Một cái chiếc xe mà khá là đẹp nhé, sassi khung gầm toàn bộ Hà Nội này đều rất là mới và đẹp, và toàn bộ xe thì chạy trong phố phường Hà Nội nên là chất gầm, chất máy không bị bắn nhau phủ gầm gì. Đấy, tất cả xe máy chạy 9 vạn này cực kỳ đẹp nhé. Đấy, tất cả khung gầm của chiếc xe này có ánh sáng gầm cực kỳ cao nhé. Đấy, từ mâm lốp độ lên này đến rè cua lốp này còn khá là đẹp. Lốp này thì anh em đi vô tư và thoải mái nhé. Sassi khung gầm Hà Nội này. Đấy, cổ bồ của chiếc xe khá là sáng và đẹp nhé. Lốp sô cua của chiếc xe là chưa chạm đất này. Lốp sô cua là vạch sơn zin của nhà máy nhá, và xe được bác chủ lắp thêm cái thanh thăng bằng này, đi nó không bị vẫy đít và nó rất chắc chắn ở cái phần đuôi xe. Đấy, toàn bộ các phần đồng sơn của chiếc xe này đến kính đèn thì đều zin theo xe, và xe thì cam kết không đâm xô. Đấy, máy số nguyên zin, phiên bản Biturbo này đi khá là nhẹ nhàng nhá. Đấy, đi dầu thì cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Anh chị em nào mà quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và bên em Lợi thì chiếc xe đời 2018 này thì bên em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đồng sơn của chiếc xe là toàn bộ sơn zin nhé, bao sơn zin cho quý anh chị này. Đấy. Đấy, xe rất là đẹp và được lắp thêm nắp thở này, đèn trên nóc này. Đấy, xe bản cao cấp năm 2018 được trang bị xi nhan gương và tất cả gương gập điện nhá. Đồng sơn của chiếc xe cabo đến liền sườn bên lái bên phụ này, rất là đẹp. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Hoặc và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ gioăng cột này đến tắp ly cánh cửa của chiếc xe này đều rất mới và đẹp nhá. Keo chỉ zin đây, anh em nào biết xem keo chỉ trước sau này đều là nguyên bản lòng trong sơn zin. Đấy, tắp ly cánh cửa này, nội thất ghế phía sau của chiếc xe là ghế da zin theo xe, trần của chiếc xe là trần đế nguyên bản từ đầu, trải sàn da cũng được lắp thêm này. Tất cả các cái nội thất này còn khá là mới và đẹp nhá. Xe từ các cái gioăng cột này đến tem mác ốc này đều chưa tháo lắp gì, bậc lên xuống còn vàng ươm và nguyên bản sơn zin. Đấy, tắp ly cánh cửa của chiếc xe này sơn chỉ này nó còn rực màu của xe mới nhá. Đây, trước sau đều rất đẹp nhá. Đấy, sơn zin 100% này. Tất cả móc khóa mạ chrome này, kính đèn đều được dán phím cách nhiệt, và kính thì đều của hãng Ford và đều có số 8 theo năm sản xuất 2018 nhá. Các cái mép keo chỉ đây. Đấy, bậc lên xuống bên lái bên phụ, ốc cột này, gioăng này và ghế lái chỉnh điện nhá. Tất cả các cái ghế bên lái này còn rất mới và đẹp đây. Anh em nhìn cái ghế của chiếc xe này còn khá là đẹp. Hộp số tự động 2 cầu nhé, màn hình đều đầy đủ hết, và tắp lô tắp ly này. Đến vô lăng của chiếc xe, anh em nhìn cái vô lăng này còn khá là mới nhé. Đấy, vô lăng khâu da nguyên thủy từ đầu. Đấy, tất cả các cái vô lăng nó không bị mòn theo năm tháng nhé. Đấy, audio của chiếc xe đây, audio là toàn bộ của chiếc xe là 9 vạn zin. Đấy, 9 vạn mốt zin nhé. Toàn bộ tắp ly cánh cửa này, đến nội thất ghế này còn khá là đẹp. Và tất cả các cái phần cột kèo gioăng chống ồn của chiếc xe đây, bậc lên xuống của chiếc xe này còn khá là đẹp nhá. Đấy, toàn bộ sàn thùng của chiếc xe thì cam kết về cốp phía sau này chỉ zin nhá,
toàn bộ sàn thùng này đều rất mới và đẹp. Đây anh em nhìn cái phần sàn thùng nó không chở hàng nặng nhá, và được bác chủ tặng thêm hai cái đèn hậu phía sau nhá, đèn trên xe là đèn nguyên bản này, tất cả các cái phần cốp chỉ này, ốc này đều zin hết nhá, thêm táp ly cánh cửa bên phụ của chiếc xe là bên lái này đều zin và nguyên zin hết nhá, keo chỉ zin, tất cả các phần nội thất này rất là đẹp, toàn bộ các phần nội thất bên lái này, bậc cột kèo này đến ốc cột này, từng các cái gioăng chống ồn này, táp ly cánh cửa này, xe nguyên, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhá, toàn bộ xe bên em cam kết xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này, máy rất đẹp nhá, ốc tai này, cabo này, máy này đều zin hết nhá, toàn bộ các cái phần khoang động cơ máy vạch sơn của nhà máy còn nguyên này, toàn bộ các cái phần bậc ốc này đến táp ly cánh cửa này, thất ghế này rất là mới và đẹp. Xe thì bao zin chất 9 vạn, ốc cabo vàng ươm, máy số rất là đẹp và toàn bộ xe nguyên bản với cái tầm tài chính 595 triệu. Bác nào quan tâm đến cái chiếc Biturbo đời 2018 thì liên hệ với em Lợi nhé. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.